Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy địa giới, tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy địa giới, chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy vô minh, tư duy hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy vô minh, chẳng tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy bố thí Ba La Mật Đa, tư duy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bố thí Ba La Mật Đa, chẳng tư duy tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy pháp không nội, tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không nội, chẳng tư duy pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp.